Tiếp tục qua việc anh chị ơi, căn nhà một trệt hai tầng lầu, ở kín hết rồi quý anh chị ơi, đó, toàn nhà lầu một trệt hai lầu không ha, đường thông hai đầu quý anh chị, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An, cách Thủ Đức 6 km. Đây là gần với trung tâm y tế Di An, gần bệnh viện Di An, gần quốc lộ 1K, gần đường vành đai 3, gần đường Mỹ Phước Tân Vạn, toàn trục đường đẹp nha. Đây, căn này quý anh chị, cái cây này phía trước có cái cây xanh quý anh chị thấy đẹp không? Chỗ này cũng gần với cổng của khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B quý anh chị nha, kế bên ha, 300m thôi. Trước tiên là thấy vỉa hè 3m là thích rồi quý anh chị này, để xe thôi là đã thích rồi ha. Đây, vào trong đây anh chị. À đây đây đây, cửa này, phía ngoài là có cửa sắt này quý anh chị. À, một lớp cửa sắt bao bọc bên ngoài quý anh chị nha. Rồi, chỗ này đây sân xe máy nha. Ở trong đây ai mà có ô tô thì để ngoài quý anh chị ạ. À, khu dân cư này người ta để ngoài đường không à. Đó, à, phòng khách này. Phòng khách này. À, nhà này 60m2 thổ cư hết quý anh chị, ngang 4 này, dài 15, ở phía sau có lối thoát hiểm 2m ha. Đó, căn này là đã qua sử dụng quý anh chị nha. Đây, cầu thang xíu nữa lên trên quý anh chị. Nói chung căn này là nhà ăn tương đối rộng rồi quý chị ha, nhà ăn là tương đối rộng quý chị nha. Phía sau này này, lối thoát hiểm đây, ra đây xem lối thoát hiểm này anh chị. Sau này mình mở cửa sổ và mở cửa sau rất là thông thoáng nha. Đây là nhà vệ sinh phía dưới anh chị nha. Có 3 cái phòng ngủ, trong 3 cái phòng ngủ có 3 nhà vệ sinh luôn, rất là thuận tiện quý chị. Đây. À, phòng ngủ số 1, đây đang là lầu 1 quý chị. Phòng ngủ này là phía trước căn nhà nha. Đó, có cửa sổ, có cửa ra ban công nên rất là thoáng. Nhà vệ sinh này, nhà vệ sinh mình đây. Phòng ngủ số 2 anh chị. À, chỗ này vẫn là lầu 1 anh chị nha, phòng ngủ số 2 này, nhà vệ sinh thì cũng giống như bên kia ha. Bây giờ mời anh chị lên lầu 2. Ở đây là lầu 2, à, thêm một cái phòng ngủ nữa. Đây là cái phòng ngủ số 3 của mình quý anh chị ha. Tất cả là đều có nhà vệ sinh ở bên trong này ha. Nhà vệ sinh thì giống nhau hết anh chị ạ. Rồi phía sau này có một cái sân giặt. Chỗ này là mình giặt, mình phơi đồ ở đây quý anh chị ha. Chỗ này cuối nhà nha. Đấy. Đây là phòng thờ này. Vậy là 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ. Phía trước này là có một cái ban công. À, ban công phía trước này quý anh chị. Đây là cái ban công tương đối rộng nha, tương đối rộng quý anh chị nha. Đó, căn nhà em Hải vừa chia sẻ là tại thành phố Di An, gần Thủ Đức 6 km anh chị. Chỉ có 3,35 tỏi. Còn nói chuyện thêm anh chị nha.